chào mừng cả nhà đối với nhà máy tôm Thiên Tân nha. Hôm nay em sẽ giới thiệu đến cả nhà mình một mẫu tôm mới nha. Này là sản phẩm tôm nhôm nha cả nhà. Trên màn hình mình đây là sản phẩm tôm nhôm. Nhôm này bên em đang bán giá dao động từ 220 đến 230 trên mét thôi, giá cực kỳ mềm. Mà hàng này là hàng chuẩn 7,5 luôn nha. Hàng 7,5. Em đang cho anh em cán sóng la phong. Ngoài sóng la phong này ra mình có thể làm cán 9 sóng hoặc là cán 5 sóng nha. Nói chung là một mái nhà của mình cán tôm thường như thế nào thì tôm nhôm này bên em cũng sẽ làm như vậy nhá. Anh chị mình có nhu cầu đặt hàng, vui lòng liên hệ tới số like bên em. Với những mẫu tôm nhôm như thế này thì mình có thể làm ở trong các khu vực có nhiệt độ cao này, có chịu ảnh hưởng của hóa chất, chất hóa học này kia. Nó chịu sự chống mòn cực kỳ cao luôn nhá. Cái nhôm thì chống mòn cực kỳ cao và độ bền màu cực kỳ cao luôn. Còn cái hàng này thì nó bảo hành sản sử dụng rất là lâu luôn nha cả nhà. Đây, cái màu xanh trên màn hình mình đây là cái lớp siêu của nó nha, chứ còn màu thực tế của nó đây cả nhà mình coi này. Này em bóc siêu sơ cho cả nhà mình coi ha. Đó, sáng bóng như vậy cơ mà, cực kỳ đẹp luôn. Cả nhà mình có nhu cầu đặt hàng vui lòng liên hệ tới số like bên em nha. Hoặc mình, anh chị nào mình ở gần có thể đến trực tiếp tại 88 Nguyên Thủ, phường Tân Chánh Hiệp, thành phố Hồ Chí Minh, quận 12 để bên em tư vấn cho cả nhà mình ha. Đây, sang xịn mịn luôn cả nhà mình ơi. Đây là vị trí bên em nha, nằm ngay mặt tiền đường Nguyễn Thành Thủ, phường Tân Chánh Hiệp. Cả nhà mình chỉ cần đi ngang qua Nguyễn Thủ là sẽ gặp bên em liền à. Cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi ạ.